Theo thông tin từ một đại diện đại lý BID phía Nam, hãng xe Trung Quốc này đã bắt đầu cho đặt cọc trước cùng lúc ba mẫu xe gồm Atoba, Sin và Danfin. Mức cọc cho ba mẫu xe này lần lượt là 30 triệu, 50 triệu và 20 triệu đồng. Thời gian xe dự kiến ra mắt là vào khoảng tháng 6 hay tháng 7 tới đây. Hồi cuối tháng 4, cả ba mẫu xe trên đều được đại diện BID xác nhận sẽ đưa về Việt Nam. Xe sẽ được nhập khẩu từ Trung Quốc. Người bán cho biết cả ba xe chưa có giá dự kiến. Nếu đặt xe sớm ở thời điểm này, khách mua xe sẽ được tặng voucher mua phụ kiện trị giá 15 triệu. Nếu đặt mua mà không lấy xe khi xe mở bán chính thức, khách hàng sẽ được hoàn cọc và được tặng voucher phụ kiện trị giá 5 triệu. 1. BID Atoba Atoba có lẽ là mẫu xe được kỳ vọng nhất của hãng tại Việt Nam. Xe thuộc phân khúc SUV crossover với kích thước ngang với nhóm Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Nếu chỉ xét xe điện... Atoba có kích thước nằm giữa VF6 và VF7 của VinFast. Tại Thái Lan, Atoba hiện là xe điện có doanh số tốt nhất. Tại Việt Nam, SUV hạng C và B cũng dễ khai thác hơn các phân khúc khác khi doanh số đổ dồn vào nhóm phân khúc này. Thiết kế ngoại thất Atoba không quá cầu kỳ, tuy nhiên bên trong lại nổi bật với các chi tiết lạ mắt như vô lăng ba chấu, cửa gió điều hòa, tay nắm cửa cách điệu cầu kỳ, màn hình 15.6 in trung tâm xoay được, cần số điện tử phanh đỗ điện tử hay cửa sổ trời toàn cảnh cũng là những điểm đáng chú ý. Về công nghệ, xe có điểm đáng chú ý là các tính năng ADAS. Atoba tại Trung Quốc có các tùy chọn Standard Range dùng pin 49kW, tầm vận hành 410km và Extended Range dùng pin 60kW, tầm vận hành 480km. Tầm vận hành này nhìn hơn một chút so với VF6 khoảng 400km. Giá Atoba tại Thái Lan khoảng 740 đến 820 triệu. 2. BID BEIDEN theo thông tin từ đại lý, BID xin sẽ về Việt Nam với động cơ điện chứ không phải hybrid như đồn đoán trước đây. Mẫu xe này có kích thước ngang nhóm sedan hạng D như Toyota Camry hay Mazda 6. Đây là phân khúc sedan tương đối kén khách, có doanh số ít hơn hẳn so với nhóm hạng B và C. Thiết kế BID xin đặc trưng với dáng cúp, kiểu Porsche can. Nội thất xin không cầu kỳ như Atto 3, nhưng vẫn có vài điểm giống như vô lăng, màn hình 15.6 in xoay được. Ghế xin là loại thể thao cửa sổ trời toàn cảnh có xuất hiện trên mẫu sedan này. Về công nghệ, Xin cũng có các tính năng ADAS như Auto 3. Tầm vận hành là điểm đáng nói của Xin. Bản cấu hình pin cao nhất là 82 kW cho khoảng cách di chuyển lên đến sắp xỉ 700 km. 3. BID Danfin. BID Danfin có dáng lai hatchback và MPV. Kích thước mẫu xe này có thể so sánh với VF6. Ngoại thất Danfin có phần đơn giản hơn Xin, song nội thất được chăm chút vào các tiểu tiết hơn nhằm mang lại vẻ thời trang. Màn hình của xe chỉ có kích thước 12.8 in vẫn xoay được. Xe không dùng cần số như hai mẫu xe trên mà thay bằng nút nhỏ gạt được. Cấu hình cao nhất vẫn có cửa sổ trời toàn cảnh. E-aders cũng xuất hiện trên mẫu xe này. Tầm vận hành của Danfin lên đến 490 km cho bản Premium và 410 km cho bản Dynamic Standard Range. Thông số này tương đương với Atoba,